Sắp đặt trần audio Hà Nội rất là vui khi gặp lại Quack trong video clip hôm nay. Buổi tối hôm nay em lên sóng một cặp loa siêu phẩm, cặp loa Kenwood lưới đồng thưa các bác. Cặp loa Kenwood với model KL7080. Đây là một cặp loa hàng khủng của Kenwood với cấu hình bass 40. Một mic giấy, một mic kèn, hai loa chép còi và một loa siêu chép. Cặp loa này sở hữu cấu hình tới 6 loa trên một thân thùng, rất là khủng long bạo chúa. Cặp loa này được thiết kế với vỏ gỗ lạng thưa các bác. Hàng này thì khá là hiếm gặp và thi thoảng thì mới lại về được một cặp. Em này đặc trưng của nó là có một cái lưới e căng bằng đồng. Đây thưa các bác, lưới được làm bằng đồng. Toàn bộ các cái khung này thì được làm bằng đồng, người ta đan vào nhau, tết vào nhau, có một cái logo Kenwood và khuôn xung quanh thì được làm bằng gỗ. Cái căng này thì nếu như mà cầm này thì nặng khoảng 3-4 kg luôn một chiếc, rất là nặng. Mặt sau của nó đây có một lớp vải bảo vệ cũng như là cái nẹp khung gỗ. Cặp loa này thì ra đời vào năm 1970 thưa các bác. Vâng, cũng khá là cổ rồi. Ra đời vào năm 1970 với cái thông số kỹ thuật khá là lý tưởng, trở kháng 8 ohm, độ nhạy em nó lên tới 102 decibel, vô cùng là dễ dàng phối ghép các cái dòng ly các bác nhé. Độ nhạy lên tới 102 decibel, công suất là 80W cho một thùng. Cặp này thì phù hợp các bác chơi nhiều thể loại nhạc, nhưng mà hay nhất vẫn là những cái dòng nhạc vàng, những dòng nhạc xưa hoặc là những dòng nhạc acoustic, dòng nhạc không lời. Cặp này thì tình trạng thì hàng về còn rất là đẹp cũng như là zin nguyên bản thưa các bác. Đấy, các bác xem, em quay cả hai cái tấm lưới cho các bác xem cái căng lưới đồng nó đẹp như thế nào, nó chất như thế nào. Lưới đồng này là có cái màu giống cái màu titan. Tiếp theo là đến cái cấu hình loa, thì toàn bộ các cái màng loa được làm bằng màng giấy, và màng giấy này thì nó có cái màu là màu da bò, gân thì cũng là gân vải xếp có màu da bò rất là đẹp. Đây em xin đi vào quay chi tiết cho các bác xem. Với thiết kế là thùng vỏ gỗ lạng các bác nhé, gỗ lạng chứ không phải là gỗ simili, còn rất là đẹp. Thùng vách này còn rất là đẹp luôn. Đến cái tuyến loa thì em quay cho các bác xem, một bát 40 căng mọng, màng giấy, gân này là gân vải xếp, gân vải lụa đây. Một loa mít giấy, một loa mít còi, và đây là ba loa chép, hai chép còi và một siêu chép nằm ở đây. Bên này cũng thế các bác nhé. Một loa mít giấy, hai loa chép còi, ba loa chép, thêm một loa mít còi, và đây là cái loa bát. Loa bát này thì đây, ngày xưa nó làm thủ công cho nên là không biết là nó là cái màu gì đây, làm thủ công bằng tay nó keo nữa, ngày xưa nó như này đấy, nó lau được không? Đó là những cái dòng loa cổ. Đấy. Tuy nhiên thì về cái hình thức của nó còn rất là đẹp này, nó căng mọng này, chưa bị cấn móp này, chưa bị rách nát gì, cả thùng vách cũng như là góc cạnh còn rất là đẹp. Mặt sau của nó đây, chúng ta mời các xem. Mặt sau là Kenwood KL7080 với một số các cái thông số kỹ thuật nó in ở đây, trở kháng 8 ohm và công suất là 80W. Nó có các cái chế độ này, chế độ low mình, chế độ soft, và khi mà mở sang clean này thì các bác có thể là đánh độc lập từng loa mid, loa bass, loa mid, loa chép. Tuy nhiên thì chúng ta đánh tổng, đánh ở cọc thông thường là cọc này, cọc loa mà rất là dễ vặn. Cặp này thì lâu lâu mới lại có hàng, các bác chơi, các bác sưu tầm, các bác chơi cặp này cho em, chất tiếng cũng khá là hay. Lắp cái căng vào cho các bác có thể thấy là cái độ cổ kính của nó như thế nào. Cái căng bằng lưới bằng đồng thì sẽ rất là đẹp luôn. Test một chút nhạc vàng Bolero để mời các bác chúng ta cùng nghe.
Hôm nay thì bên shop có giá bán 15 triệu 700 ngàn đồng. Bạn nào có nhu cầu mới có alo trực tiếp cho em đặt trần số máy 098 358 6968. Cặp này lưới đồng, giá này lại rất là tốt so với các lần khác, thưa các bác. Khi mất nhau rồi tim tôi thành sỏi đá, đêm đêm chập chờn trong giấc ngủ, nghe mình như dòng suối trôi vào quán vắng tư vu, vết thương trong rất là đẹp luôn. Qua cơn mê xa cuộc đời bên bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đấy, các bác có thể ngắm lại cái phần đề căng này. Cả hai chiếc đều còn rất là đẹp. Các cái nan bằng đồng này nó bền lắm. Làm tỉ mỉ từng chi tiết một. Bác nào có nhu cầu thì mời các bác ăn alo sớm cho em cho em với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em xếp hàng toàn quốc, giá bán 15 triệu 700 ngàn đồng, không bao gồm phí ship, thưa các bác. Giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người thả cánh chim về vui vắng đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Chúng ta cùng thưởng thức. Trên phố xưa thì yêu lạnh, ôi sao dần.